Ôi. Đâu về chứ? Hai em đâu về? Tối quá. Mọi người cái đèn thì mới nhìn thấy được. Con Nga này thì mua ở nhà nào? Mua ở nhà trên kia ạ. Mua ở nhà trên kia? Thế vừa rồi xuống thì ông có bảo gì không? Không ạ. Không à? Em bảo ông xuống nhưng mà ông bảo là lạnh quá, ông không xuống ạ. Ông bảo lạnh quá không xuống à? Sao lại nói thế? Đây, sử cứ cất 300.000 này nào. Rồi thì... Anh cứ để... Hả? Em mua con ngang này xuống để cảm ơn các anh rất nhiều. Cảm ơn các anh nhá. Rồi đã đưa đấy cho bà ông cháu ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cung đường của hai anh em đi làm về cô bác này, phải nói là sương mù rất là dày đặc luôn. Hai em đâu về? Tối quá. Mọi người cái đèn thì mới nhìn thấy được. Hôm nay nè. Hôm nay ha. Hôm nay chơi là đi làm gì? Hôm nay chơi. À. Được bật ra cái đèn đó. Chìa khóa nhà đâu anh nhỉ? Chìa khóa nhà à? Chìa khóa nhà đây. Xuống đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? Hai anh đi đâu à? Anh vừa mới đi làm về mà. Ủa không biết chìa khóa nhà đâu rồi. Để cái đèn pin lấy ra xem nào. Để đèn pin. Đây. Bật điện à. Ấy. Hai em xuống đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi à? Chào các ông bà đi. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. À. Rồi. Xuống nhà anh chơi là hay là làm gì? Hả? Nhà anh chơi. Nhà anh chơi à? Thì tối ăn cơm của anh không? Có. Có à? Thế bây giờ thì anh em mình đi vào nấu cơm đó nhỉ? Đây, ở đây thì hiện tại là cháu Lực thuê trọ đây các bác này. Ở đây thì gồm có cả thêm một chút đồ của nhà của người chủ nữa. Đấy, còn sơn thì hiện tại là cháu Lực đã lấy ra đây một ít rồi các bác này. Đây là sơn của nhà Sử ấy nhá. Đấy, sơn này thì khi mà các anh bảo là lên đây làm các bác, thì các anh bảo là để ở đây một thời gian nữa thì các anh mới lên là làm. Đây Sử có gì đây? Có
con ngan ạ. À. Có con ngan á? Chị bị lấy đi đâu ạ? À? Đây, xuống đây ăn. Em xuống đây ăn á? Lấy xuống nhà anh á. Ấy. Sao lại lấy ngan xuống nhà anh? Có nhà anh ăn một bữa cơm á. À, à thằng nào? Xuống là hãy tự mang dưới. Tự mang xuống vậy. Tự mang xuống á? Cái này là đi mua đấy chứ? À, cái này thì một con ngan này mua hết bao tiền? Ba trăm. Ôi rồi, này hai anh em thì có bác này. À, buổi tối thì ban ngày thì biết là cháu Lực với lại bạn Hiểu là không có ở, thành ra là mua ngan này. Xem nào. Ôi rồi. Con ngan này thì mua ở nhà nào? Mua ở nhà trên kia đó. Mua ở nhà trên kia? Không buộc chân cho vào. Tôi không buộc chân cho vào đấy. Thế xử đi đâu lấy tiền ra để mua? Chưa để đi cả. Chưa là để dành à? Thế này là hai anh em à? Cả Hải đứa Hải có lạnh không? Có ạ. Lạnh à? Ôi dồi ôi. Thế tối nay ở đây ăn cơm với anh nhá. Bây giờ anh nấu cơm. Anh em là, nhưng mà định là lấy ngan xuống cho anh xong lại về à? Vâng. Ôi dồi. Thế thì tối nay ở lại ăn cơm với anh đi nhá. Vâng. Thế vừa rồi xuống thì ông có bảo gì không? Không à? Em bảo ông xuống nhưng mà ông bảo là lạnh quá, ông không xuống à. Ông bảo lạnh quá không xuống à? À thế thì bây giờ mở cánh cửa bên kia đi. Bây giờ thì cũng đã đến giờ của mấy anh em đang chuẩn bị nấu cơm các bác này. Hai anh em thì mới đi làm về, định gọi là vừa đi đường thì vừa ghi hình lại xong là đăng lên trên Facebook thôi. Nhưng mà đến đây thì gặp hai anh em là Hải Sử là ra đến đây luôn. Rồi quá là bất ngờ của bác ạ. Ngan thì mua bao nhiêu tiền? 300 tròn à? Rồi. 300 tròn này thì hai anh em tiết kiệm đấy cô bác. Đấy, một tí nữa thì cháu Lực sẽ giả lại tiền cho Sử. Một tí nữa thì anh sẽ giả lại tiền anh mua lại. Anh mua lại nhá. Không ạ, em mua xuống đây thì thôi nhưng mà em cũng tiết kiệm máy thì mới được. Một tí anh lại đưa tiền lại cho nhá. Nhá, cả Hải nữa. Ôi Hải, áo này ấm đấy Hải nhỉ. Đấy, áo. Đấy, áo thì có Hải thì có áo rất là ấm. À, bây giờ thì mình đi vào bếp xem là đun nước đi. Vậy chắc đun nước vào cái nồi kia thôi. À, bây giờ thì mấy anh em sẽ đun nước rồi thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình xem là hôm nay là Hải Sử là xuống gọi là không biết là có điều gì nói với cháu Lực không các bác hôm nay ấy. Bây giờ chắc là mình phải ra chợ cái mũi dâu nhỉ. À tí là mình lấy nấm hương xào với lòng. Còn cái xương của nó thì mình nấu với măng. Hôm nay chỉ có là 4 anh em thôi. Có mưa gì không nhỉ? Mưa thì bạn với Sử ra chợ mua một ít đồ đi. À anh với Sử ra chợ mua mỹ đồ đi Sử ơi. Hải thì ở nhà là phụ anh Hiệu là đun nước nhá. Rồi. Anh em mình đi bộ đi rồi. Ui, hôm nay không có áo mưa à? Có. Sử đi vào nhà lấy đèn pin ra đi. Ở đây thì cũng được cháu Lực với lại bạn Hiểu là trồng một ít dâu ở đây được các bác này. Ở đây thì còn rất là nhiều cái vật dụng là của nhà chủ và cháu Lực với bạn Hiểu là xin lại là để hai anh em dùng luôn các bác. Hải thì từ nhà xuống là mấy giờ Hải? Cái đèn ở trong ba lô ấy chị ạ. Xuống thì 5 giờ. 5 giờ á? Vâng. Oh. Bây giờ xem nào bao nhiêu, bây giờ là 5 giờ, hơn 6 giờ rồi. Đấy. Bây giờ thì gần 6 giờ luôn này các bác này. Gần 6 giờ thì hai anh em mới đi làm về. Thế thì một tí anh em nấu đi mua thêm rau gì nhỉ? Lạnh lạnh như này chắc ăn lẩu đấy mới hợp mà. Bây giờ xương, tí nữa vịt kia xương thì để nấu với măng luôn. Xương để nấu với măng à? Măng, nhà có măng mà. Ở nhà có măng, thế thì nhưng mà bây giờ mua thêm cái gì nhỉ? Mua một ít cà chua với lại hành lá. À, đi. Anh cháu Lực với lại em Sử sẽ đi chợ luôn các bác ạ. Đấy, khá là tối. À cho anh mượn đèn là Sử. Rồi Sử đi trước đi. Đấy, sương mù rất là nhiều các bác. Ở mày này quá là bất ngờ luôn các bác. Ở đây thì Hải với Sử là biết là trọ cháu Lực với lại bạn Hiệu là ở rồi. Và em Hải thì buổi chiều đi học ấy thì cũng có ăn cơm ở nhà cháu Lực rất là nhiều bữa rồi. Ôi không đi ủng xuống à?
Rồi hai anh em không đi ủng, không đi giày tí nào đấy. Cái ngan, ngan này thì xử mua ở đâu? Mua ở trên thôn đấy à? À, đi ra chỗ bán bông bay kìa, mình đi mua ít hành. Đấy, bây giờ thì hai anh em sẽ mua một ít quả nữa về này các bác này. Có xem nào. À, xử anh nhặt là hai quả lê đi xử. Không quả lê này, cái đấy là súp lơ này, quả quả này, quả này. Đấy, nhặt hai quả này đi. Không quả đấy là quả xoài, nhặt hai quả lê này. Đấy, đây là quả lê nhá. Rồi, nhặt hai quả lê đi. Rồi để vào túi bóng. Cho cháu thêm 3.000 hành nữa. 3.000 hành với lại 1.000 ớt. Dạ. 3.000 hành với 1.000 ớt. Thì ăn ít thôi, ăn nhiều hành quá không hết thì lại mua, ở gần đây đây mà. Thế Sử đi đi chợ thì hay đi đâu để mua? Đấy ạ. Nhà kia thiếu mà mua đậu phụ. Đậu phụ mua ở đây. Mua đậu phụ là mua ở đây à? Đi đây. Còn mua thêm gì nữa nhỉ? Mua thêm chút gì nữa nhỉ? Canh thì có rồi. Lấy một cái không phải cải thảo. Đây này. Sả lách, lấy một cái sả lách đi Sử ơi. Lấy cái cân đã. Ở đây thì đích thân là em Sử đi chợ về luôn đây có bác này. Đấy, ở đây thì khi mà em ấy xuống thì em bảo là mua ngàn là hết là 300.000. Rồi một tí nữa cháu Lực sẽ gửi lại tiền cho em. Đấy cô ơi, ba tiền đi cô đấy. Mấy lạng đấy? Ba lạng. Sử là biết xem cân này không? Biết ạ. Biết à? Đấy. Biết là số 1, số 2, số 3, Sử là chữ số là biết hết cô bác ạ. Còn là chữ cái thì em ấy biết rất là ít. Anh hỏi hỏi cô xem là bao nhiêu tiền nào, thì rồi anh sẽ đi vào anh gửi tiền. 25 4.000 à? Đây Sử ơi. 200 còn đâu nữa. Mày không mua kẹo vô rồi. Rồi. Đấy, đi thôi. Ôi cháu về nhá. Hai em thì cũng vừa mới đi mua rau xong các bác. Bây giờ thì chuẩn bị đi về, không biết là bạn Hiệu ở nhà với lại em Hải thì đã mổ ngan xong chưa. Đấy, tối nay thì mấy anh em sẽ chế biến cái món gì từ cái con ngan mà em Sử với em Hải là đem xuống các bác. Chị ơi. Anh Sử thì hôm nay sao lại đem ngan xuống nhà anh ấy? Có mục đích gì ấy? Có mục đích gì? Đấy. Mục đích là cảm ơn hay là như nào? Cảm ơn. Ừ, mục đích là cảm ơn đấy á. Đấy, quá là bất ngờ luôn các bác, khi mà tình cảm của các em dành cho cháu Lực rất là lớn. Sử thì có coi anh như là một người anh không? Có ạ. Có à? À. Sao lại không rủ cả ông bảo là cho cả ông xuống? Nhưng mà ông bảo là lạnh quá, ông không. À. Ông xuống cho hai anh em. À, cho hai anh em là xuống à? Hai anh em là đang chế biến gì đó? Đang mổ hành ngan à? Ồ, mổ vịt à? Rồi. Đấy, bây giờ thì nhặt rau xử nhá. Vậy ở đây thì em Hải là bé hơn thì em Hải sẽ chịu trách nhiệm là nhặt rau. Đấy, Hải ơi, em dùng cái măng này để đi ngâm đi. Đấy, ở đây thì có một chút măng này các bác này, một tí nữa thì sẽ để nấu với lại canh vịt. Măng là nấu với canh vịt các bác nhá. Ở đây thì măng này thì là cũng là của nhà em Sử. Khi mà em Sử trước đây đi thu hoạch về các bác phơi khô rồi thì cháu Lực là đem xuống nhà để mà
có cô bác nào anh chị nào quan tâm tới măng thì cháu Đức sẽ gửi tới măng, gửi măng cho tất cả cô bác anh chị. Đây, em dùng để ngâm nước nóng nhá. Đây, nước nóng kia mà, đây nước nóng kia kìa. Đấy, còn đây là nấm hương của em Quân này cô bác này. Đấy, vừa rồi thì cháu Đức gọi em Quân thì em Quân bảo là không có lên được, thì thành ra là tối nay chỉ có lại cháu Lực với lại em Hải với lại em Sử lại thêm là bạn Hiệu nữa thôi. Hay còn là nấm hương này thì của em Quân thì em Quân lấy lên là một chút các bác, lấy lên là một chút 2 cân thì cháu Lực cũng đã mua lại là 1 cân rồi, còn là 1 cân thì cháu Lực sẽ để ở trên canh để cháu Lực bán hộ em Quân. Lòng này thì cái nấm hương này thì để một tí nữa sẽ xào với lại lòng vịt các bác ạ. Đấy, cũng phải là ngâm, lấy ngâm qua một chút. Ở đây thì khi mà em Quân đi thu hoạch về các bác thì còn cái cuống này các bác, cuống này thì ăn nó hơi dai dai một chút cho nên là lúc mà mình lấy về thì mình phải là cắt nó đi. Nào Hải ơi, bây giờ em dùng lại lấy nước ngâm vào đây nhá. Đây, lấy nước ngâm một chút nhá. Hải lấy nước ngâm qua một chút. Không, cái này thì bỏ trên này. Đấy. Hải bỏ trên này. Hải mang mang với lại cái đấy thì ngâm xong để đây nhá. Rồi thì nhặt ra slack này, vừa rồi thì slack này thì tí để ăn với lại vịt. Đấy, còn có cả quả lê nữa. Tí là chặt chân với lại đầu nó để nấu canh à? Để nấu măng à? Slack như thế để ăn sống rồi nhỉ? Đây. Hải thì bây giờ em nhặt slack này ra nhá. Rồi. Đây, để đây nhặt nó cũng được mà Hải, để đây nhặt cũng được mà. Đây, để đây nhặt cho nó sáng đi. Hãy bỏ tách tách ra như này này, anh dậy này. Đây, Hải đã nhìn thấy cái rau này chưa? Rồi à, tách ra từng lá này, đây tách ra từng lá nhá. Đây, nấm hương thì ngâm qua nước nóng một chút cô bác để cho nó nở ra, thì một tí thái cái phần cuống này thì nó sẽ nhanh hơn. Thế nãy là anh Sử là rủ Hải xuống đây à? Vâng. À. Đấy, vừa nãy thì cháu Lực chưa đi làm về cô bác thì thấy là hai anh em là ngồi ở đây đợi cháu Lực rồi. Đấy, tách ra xong là dùng để rửa nó đi nhá. Đấy, cái măng này cũng thế này. Măng này thì một tí nữa mình thái. Măng này thì một tí để xé ra thôi nhá Hiệu ơi. Hôm nọ mà mình cắt không theo cái cuống đó thì như kiểu nó hơi dai một chút. Phải đây xé ra một chút, xé ra. Hai em thì đang vặt lông ngan của bác. Còn là cháu Lực với em Hải thì cháu Lực sẽ vừa ghi hình lại và vừa cùng em Hải để làm luôn. Hải thì hôm nay đi học thì có cái gì đặc biệt không? Có được điểm để về nhà không? Cô giáo chưa nói rồi. Cô giáo chưa nói à? Vâng. Thế có hay xung phong lên bảng không đấy? Có ạ. Có à? Hãy để vào túi bóng này, cái rác của nó ấy. Hãy tìm một tí rửa cái này nhá. Hãy một tí nữa rửa cái này, thái cái cuống này đi nhá. Hãy bỏ cái cuống này đi. Hãy hôm nay cái con ngan của Sử với Hải mang xuống là chế biến được bao nhiêu món đấy nhỉ? Vừa là Hải thì không biết đâu nhỉ. Đấy, nhưng mà ở đây là vừa là dùng để lòng xào với lại nấm hương này. Và còn phần xương đó thì để mình nấu canh với lại măng chính tay mà em Sử là đi hái về. Còn một tí nữa Hải là cắt cái cuống ra nhá. Thì anh lấy cái kéo ra để cắt cái cuống ra. Đấy, bây giờ từ để anh lấy kéo đã. Cắt cái cuống này này. Đấy cái cuống này. Đấy cái này này. Đấy, cắt xong thì cũng bỏ ra bên này thì một tí nữa mình rửa. Cái này thì tí mình lấy xé ra nhá. Từ từ nhá, anh bỏ chung vào đây luôn. Thì cắt trong vỏ vào đây. Đấy, cắt vỏ vào đây. Đấy, cắt cái cuống ra này. Đấy, ở đây thì khi mà em Quân đi lấy về cô bác thì lấy cả cái gốc thì ra là cái cuống em mới chưa có cắt luôn. Thì lúc mà cô bác mua về thì cô bác có thể là cắt cái cuống nó đi thì ăn nó sẽ mềm hơn. Cứ cắt sâu sâu vào nhá. Vâng. Đấy, đúng rồi. Dai à?
cắt lên lên trên một chút, cắt lên trên một chút. Đấy. Đấy, cắt lên trên một chút. Thế nào, chỗ nào dai quá thì đừng có cắt, xong rồi cắt cái chỗ nào mềm mềm đó thôi. Đấy, hôm nay thì quá là bất ngờ luôn các bác. Chỉ vừa về đến nhà thì thấy hai anh em là ngồi ở góc cửa này, xong thì xe của Sử thì treo thêm một con ngan nữa. Và tiện thể thì cháu Lực cũng sẽ ghi hình lại luôn cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Đấy, trời thì mưa tầm tã này, sương mù thì khá là, sương mù thì có rất là nhiều. Ở đây thì còn khi mà cháu Lực ở trọ đây còn có rất là nhiều vật dụng là của chủ cú này của bác này. Thành ra là người ta chưa có dọn đi ấy. Người ta chưa có dọn đi thành ra là cũng vừa sử dụng được luôn. Hải thì bây giờ lên lớp thì bạn bè có còn trêu như trước không? Không đâu. Không đâu à? Không. Bạn bè có nói là nhà mình sắp có nhà mới chưa? Có. Có à? Bạn bè có khen không? Có. Bạn bè nói là như nào? Chúc em có nhà mới à? À. Anh cắt xuống sâu sâu một chút. Còn là măng kia thì một tí em lấy xé ra nhá. Xé ra xong là rửa. Hay bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em mấy anh em là cùng nấu cơm các bác. Một tí nữa thì sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả các bác anh chị là cùng biết thêm các bác nhé. Để vào đi. Đấy. Đấy, hôm nay thì đích thân em Sử là tự trổ tài luôn các bác ạ. Đây là muối nhá. Đấy, để tí muối. Xong là tí mới chính nữa. Đây, ở đây thì một tí nữa là xé xào với nấm hương nhá, Sử nhá. Còn đây là món măng của Sử là tự đi lấy về đấy. Còn nấm hương thì em Quân, hôm nay thì em Quân là không có lên được với anh em mình. Không thì có cả em Quân nữa rồi. Rồi, sau này lên nhà mới thì cũng dùng cái bếp ga như này đấy. Rồi, có cả em Hải nữa. Hải, áo này ai gửi cho ấy? Bà Thủy Tiên gửi cho à? À, ấm không? Ừ. Ngan thì chắc là phải luộc tí nữa nhỉ, ngan này. Luộc ăn chín chín mà. Thế còn đậu này tí như nào đây? Đậu này mua cà chua. Có cà chua. Tí lấy chút cà chua. À. Ui, sập đấy nhở. Cái khu bếp của hai anh em ở thì cái phòng trọ của bác cũng khá là nhỏ thôi. Sử đi ở nhà là thức ăn là nguyên lấy luộc thôi nhở, ít lấy xào nhở. Đấy, đi xuống với các anh dậy thì sau này về nhà hai anh em là tự nấu cơm nhá. Cái bếp này nó như thế đấy. Cái bếp này lạ nhỉ. Rồi, hôm nay bạn Hiệu với lại em Sử thì sẽ làm đầu bếp chính luôn các bác ạ. Còn cháu Lực với em Hải là chỉ phụ thôi. Hay cháu Lực thì quay video là nhiều hơn làm. Ý đợi nó săn lại thì bỏ nấm hương vào xào cùng nhé. Ở đây là gồm có cái gì với cái gì à Sử? Có thịt lợn với thịt ngan. Thịt lợn với thịt ngan à? Đây không phải là gọi là thịt ngan, đây là lòng ngan với lại gan nhá. Đấy, với lại cái mề của nó. Có tí hạt dồi vào chứ nhỉ? Hiệu nhỉ? Có
có tí hạt dội vào, hạt dổi vào chứ nhỉ? Có cần nhớ qua tí không? Hơ qua thì nó giòn hơn thôi, nhưng mà mình có cái chày rồi thì không cần hơ cũng được mà. Cứ xào cho nó xoăn lại đó nhá, xong thì mình đổ nấm hương vào. Hôm nay thì rất là bất ngờ luôn cô bác ạ, khi mà hai anh em là vừa mới đi làm về đấy nha, cũng chuẩn bị là đến giờ nấu cơm rồi. Hải, Hải với Sử thì cũng căn giờ có anh nấu cơm là xuống à? Nãy Hải bảo là từ nhà xuống là 5 giờ thì có phải không? Ở bên kia thì đang có hội chợ nhưng mà chả có trò gì chơi, chứ không là một tí anh em mình ăn cơm xong là đi rồi. Xem được chưa? Bỏ nấm hương vào sao đi. Được chưa? Được thì bỏ nấm hương vào đi. Đấy, đây, được đấy. Đấy là nấm hương đấy. Sử thì chắc là lên trên rừng cũng gặp cái nấm hương này nhiều rồi nhỉ? Ây, từ từ nóng nha. Lấy cái rẻ qua, cái rẻ của chỗ anh Hiệu kìa. Cầm cái chảo đấy. Đây này. Ngồi lại bên này úp. Cái góc bếp thì phải nói là khá là chật hẹp chút cô bác. Bây giờ thì Sử sẽ là lại chủ tài là chặt gà thôi. Đây mấy anh em thì không có thể thiếu là được hạt dổi đâu cô bác. Đây một tí nữa thì em trộn hạt dổi này vào nhá. Trộn hạt dổi này vào. Đấy em Sử thì bây giờ phải nói là chặt ngan, chặt gà thì rất là điêu luyện đúng không cô bác. Hơi khó một tí nhỉ, thất này hơi nhỏ đúng không? Không bằng thất của nhà Sử. Thất của nhà Sử thì thất to thì nên là chặt là rất là dễ. À Sử chặt gà. Đây, ở đây thì món măng này các bác này. Ở đây là măng với lại nấu với lại chân. Chân với lại cổ với lại... Hay một chút xương nữa, măng này chắc được rồi nhỉ? Này khá là thơm ngon các bác, nên là tắt bếp đi thôi. Đấy, còn ở bên này thì bây giờ Hiệu đang làm thêm món là đậu phụ sốt này. Đấy, bên này thì xào nấm hương này các bác, nấm hương với lại chút cái này là chưa nào, nấm hương này thêm với lại là một chút thịt lợn bản nữa, thêm là bộ lòng mè của con ngan. Sử chặt phát nào phát đấy luôn cô bác ạ. Chặt miếng thịt ngan rất là đẹp luôn. Tí nữa thì em xếp gọn vào đế này nhá, đế này nhá. Đấy, ngan này thì là ngan bản này à. Nhìn rất là ngon luôn các bác, trong lúc mà đang đói nữa. Con ngan này thì có bao nhiêu cân hả Sử? 2 cân 9 ạ. 2 cân 9 à? Một tí nữa thì cháu được xé lại, giả lại tiền cho em Sử cô bác nhé. Ở đây thì em ấy tiết kiệm để mua đấy cô bác. Thế là hai anh em là rủ nhau là xuống à? Ừ. Buổi chiều ấy. Ừ. Sử thì có ý định này từ bao giờ rồi? Lâu rồi. Lâu rồi à? Ui, ấp ủ lâu rồi đấy hả? À, hôm nay thì trước khi mà em xuống cô bác cũng không hề điện thoại cho Lực gì cả. Thế mày hôm nay thì ban buổi sáng thì hay rất là lạnh, thành ra là đến trưa trưa thì anh em mới đi làm được.
Thành ra là em cũng cân chỉnh giờ mà cháu Lực đi. Đây em trộn với lại tiêu này vào này. Đấy, cái này thì để vào đây đã, xong tí anh em mình rửa sau. Đấy, bỏ vào ở trong này này, lấy tay múc đi. Đấy, tay múc xong là trộn cả lá chanh vào nữa. Đấy, giao cho anh. Đây, ở đây thì khi mà mấy anh em ăn gà với ăn vịt các bác thì không thể thiếu được hạt dổi này. Đấy, tại vì là cháu Lực ở đây thì cháu Lực hay đi ra chợ phiên kia để mà thu mua lại được của bà con về để cháu Lực để lên trên kênh để bán, cũng như vừa là làm cái kinh phí đổ xăng đi lại luôn các bác ạ. Cháu Lực cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Lực để cho cháu Lực có thêm là kinh phí đổ xăng đi đến những hoàn cảnh mới. Đây, món đậu phụ suất cà chua của hiệu này. Bây giờ thì bày mâm được đấy nhỉ? Được rồi, bây giờ sợi gà, cái này nhanh rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đi bày mâm rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì anh em cũng chuẩn bị là ăn cơm rồi các bác. Đấy, và đằng sau của các em thì là những cái mặt hàng mà cháu Lực thu lại được của bà con cũng như là của mấy anh em Sử với lại em Quân các bác. Ở đây thì mật ong này thì là mật ong khoái này các bác này. Mật ong khoái thì màu nó sẽ đậm hơn một chút cô bác nhá. Và ở đây là cái măng nứa của cô bác này. Măng nứa này thì cháu Lực sẽ mang về để mà cháu Lực đóng cái túi xong là gửi cho cô bác. Và đây là chè san tuyết của thủ Hà Giang cô bác. Ở đây là mỗi túi là 5 lạng, 2 túi là 1 cân, 1 cân cô bác ạ. Còn là cộng thêm là đây là hạt dổi cô bác, một túi đây là 1 lạng hạt dổi cô bác nhá. Hay còn là mật ong mà màu nó vàng vàng hơn này là mật ong hoa bạc hà cô bác. Mật ong hoa bạc hà này thì chỉ có ở trên Hà Giang mới có được cô bác. Thế còn mật ong rừng thì là ở phía bên kia cô bác. Hiện tại thì còn vài lít thôi. Đấy, cháu Lực cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nhỏ nhoi của anh em cháu Lực cô bác. Còn bây giờ thì cho cháu Lực xin được giới thiệu một chút về mâm cơm tối nay cô bác. Ở đây thì gồm có là đậu phụ, lại suất cà chua. Và thứ hai thì là món mà canh xương hầm với lại măng nứa của bác. Và món chính của mấy anh em hôm nay là món vịt này, ngan này của bác này. Đấy, còn ở đây là lòng xào với lại nấm hương của bác ạ. Đấy, bây giờ thì mấy anh em là chuẩn bị ăn cơm rồi nhỉ. Ở đây thì cháu Lực cũng chỉ là với các em đã uống nước ngọt thôi cô bác. Hãy uống một chút thì không có sao. Nào bây giờ thì Hải mời đi. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Rồi. Cháu Sử mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Rồi. Cháu Hiệu cũng xin được mời tất cả quý cô bác cùng mấy anh em ngồi ăn cơm luôn. Đấy rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý cô bác anh chị là cùng mấy anh em ăn cơm. Đấy, hôm nay thì bữa cơm này là em Hải với em Sử là đem ngan từ trên nhà xuống đây các bác này. Ngan này thì Sử là tự đi mua à? Vâng. Mua là hết 300 ngàn à? Vâng. Thế rồi 300 ngàn thì anh sẽ giả lại cho Sử nhá. Để cho Sử. Nhưng mà Sử tiền đây là Sử tiết kiệm được ở đâu? Tiết kiệm ở đâu là lấy tiền để đi mua? Tiền đấy bà An Phạm gửi cho á. Vâng. Tiền đấy là tiền mua thức ăn mà. Đấy, ở đây thì anh gửi lại cho Sử là 300 ngàn nhá. Đấy rồi, hãy Sử cứ cầm đi. Hãy cứ cầm đi. Lúc nào mà mong không mang con ngang là xuống. Thầy cảm ơn các anh rất nhiều. Rất đấy. Mua ngang xuống để cảm ơn anh nhá. Vâng. Sao lại nói thế? Đây, Sử cứ cất 300 nghìn này nào. Rồi thì anh cứ để. Hả? Anh mua con ngang là xuống để cảm ơn các anh rất nhiều. Cảm ơn các anh nhá. Dưới đấy cho bà ông cháu ạ. Ôi, nhưng mà ở đây thì cũng chỉ là anh là người mà đi chia sẻ hoàn cảnh của em lên. Và cũng rất là may mắn trong đó thì được rất là nhiều cô bác, cô chú, anh chị là ủng hộ và thương hoàn cảnh của hai anh em. Và đến thời điểm hiện tại thì đã xây điện lực cho các em với lại ông là một cái ngôi nhà
mà kiên cố và chắc chắn thôi. Đấy, cái ngôi nhà này thì Sử có tự tin nói là ngôi nhà đẹp nhất bản không? Có ạ. Có à? Vâng. Đấy. Ở đây thì phải nói là rất là cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để tới thời điểm hiện tại. Thì ngôi nhà của bang cháu cũng dần đi vào ổn định. Và trong thời gian tới thôi thì sẽ là đến ngày tân gia rồi đấy. Cái ngày tân gia thì mình làm một hai mâm cơm đấy. Một hai mâm cơm để mình mời những người nào mà trong thời gian qua đã ra giúp đỡ gia đình mình rất là nhiều đấy nhá. Đấy, còn đây 300.000 này thì em cứ cầm đi. Thôi anh cần đấy. Đấy em cứ cầm đi. Thấy em cứ cầm đi. Đấy cứ cầm đi, cầm cầm đi để cho anh vui. Đấy làm như thế thì anh cũng rất là ngại. Đấy. Đấy. Ngày hôm nay thì rất là bất ngờ luôn cô bác. Hai anh em thì mới đi làm về thấy em Hải với em Sử là cầm theo một con ngan, để mà là xuống đây cũng như là gửi một lời cảm ơn tới cháu Lực, và cũng như là gửi một lời cảm ơn tới cháu Lực. Cô bác rất là bất ngờ, cô bác rất là xúc động. Thế còn là bây giờ thì thôi, mấy anh em mình ăn cơm đi nhỉ. Hãy tí thức ăn là nguội hết rồi. Ôi, cả nhà ăn cơm nhá. Hãy mấy anh em ăn cơm đi. Này, thịt ngan này, thịt ngan, thịt gà này. À lộn, thịt ngan chứ nhỉ. Hải ngồi sang. Ngồi vào gần vào Hải nào. Ôi dồi, ngồi gần vào em. Hãy cực kỳ vào, ngồi gần vào. Đấy. Anh em mình thì chỉ uống nước ngọt thôi nhỉ. Vâng. Đấy, bóc nước ngọt anh em mình dô cái, khởi đầu cái nhỉ. Vâng. Đấy. Rồi thì xong anh em mình ăn cơm. Nào, Hải đánh bốc cho. Đấy rồi. Đấy, mời nhá. Mời Hải này, mời Sử này, mời Hiệu nữa. Đấy, chúc mừng các em nhá. Đấy, hôm nay thì anh nói là anh rất là bất ngờ khi mà các em làm điều này đối với anh. Đấy, đây, Hải với Sử đi. Đây, hai anh em. Đây, Hải. Cầm đi. Đấy, đây nhá. Ui, măng này rất là ngon này. Cái măng nướng này để mà nấu cái canh xương này nó chuẩn bài luôn này. Ngọt. Chắc là dĩa này ra ngoài kia chưa? Dĩa này tí ăn sau nhá. Hai em là ăn tự nhiên nhá. Vâng. Thích ăn món gì thì gắp món đấy nhá. Vâng. Đấy, một con ngan mình chế biến ra được 3 món rồi. Người ta bảo là ngan chế biến 7 món nữa. Làm miếng thịt ngan rồi. Thơm của mùi hạt dổ này. Đây nó rồi. Anh em lấy giấy lau tay đấy nhá. Đây, đây. Người ta làm hội chợ mà không có trò gì chơi nhỉ. Không thì tí nữa anh đưa các em đi chơi rồi. Đấy. Ngồi ra đây, Hải ngồi trên đây em. Đấy, ngồi trên đây. Đấy, ăn cái gì thì tự gắp nhá. Không được ngại ngùng anh nhá. Nấm hương ăn thơm ấy. Đấy, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã ăn cơm xong rồi các bác. Ngồi và nói chuyện với nhau thêm một chút nữa thì các em cũng sẽ lại đi về các bác. Trời thì bây giờ đang tạnh tạnh mưa một chút rồi. Hải với Sử thì hay tối đây ngủ lại với anh.
Chắc là đi về. Đi về được ạ. Đi về thôi à? Vâng. Để ông ở nhà một mình thì cũng không được đúng không? Vâng. Đấy. Đi đâu thì chịu khó mặc áo ấm vào nhá. Vâng. Mùa này thì đang mùa lạnh. Đấy. Vâng. Nhất là Sử nhá. Sử thì đi đâu mà mặc áo ấm về, không phải là cậy mình có sức khỏe rồi thì mình mặc phòng phanh đâu nhá, mỏng manh đâu nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì không biết là ổn lúc nào không biết đấy. Vâng. Còn là Hải thì đi học thì cố gắng mà chăm ngoan đi học nhá. Vâng. Rồi bây giờ thì ngôi nhà của Hải thì anh cũng chia sẻ lên trên kênh, các bác cũng đã biết rồi. Chỉ còn là lắp cửa nó thôi thì là cũng đi vào hoàn thiện rồi. Vâng. Lắp cửa xong anh đi đường nước, đường điện chỉ cần một ngày nữa thôi là ngôi nhà của các em thì đã hoàn thiện. Có thể là anh em sẽ đi vào Tân Gia, và Tân Gia xong thì anh sẽ bàn giao ngôi nhà cho ba ông cháu để cho ba ông cháu đi vào nhà. Vâng. Đó. Có Hải, Hải thì có thấy vui không? Có. Có à? Vâng. Xúc động không khi mà thấy ngôi nhà của mình đẹp như thế? Có. Có. Vâng. Bây giờ thì lên lớp còn có bạn nào trêu nữa không? Không đó. Không à? Vâng. Đấy, trước kia Hải đi học với cô bác có rất là nhiều bạn là trêu Hải về cái cuộc sống của Hải thiếu thốn tình cha tình mẹ như thế, thì có rất là nhiều người bạn. Đấy, trong đó thì cũng được là khi mà cháu Đức lên chia sẻ cũng đi nhắc nhở cô giáo, và khi các bạn này cũng đã hiểu được ra được rằng là mình trêu như vậy thì không có được. Đấy, thì hiện tại thì không có bị ai trêu nữa rồi. Đấy, đi học thì cố gắng mà đi học nhá. Đấy, có chuyện gì thì cứ bảo anh Sử nhá. Đấy. Còn anh Sử cũng thế này. Vâng. Bây giờ nhà đã hoàn thiện rồi, mình lớn rồi, mình đã biết suy nghĩ rồi. Đấy, cho nên là cái gì mình nên làm và không nên làm thì mình cũng đã nắm rõ rồi nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì trong cái khoảng thời gian này thì anh vẫn còn lên nhà em thường xuyên. Đấy. Vâng. Độ tầm hơn một tuần nữa thôi, khi mà nhà của em đi vào hoàn thiện đấy thì là anh cũng sẽ ít lên rồi. Vâng. Đấy, sau này thì có các bác nào gửi quà tới thì anh mới lại lên thăm các em. Vâng. Đấy, có khi thì anh lại lâu lâu lên thăm các em, cuộc sống của các em xem là như thế nào. Vâng. Đấy, xem là có cần anh giúp gì nó thêm không. Vâng. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng chỉ là người mà đi chia sẻ, gọi là đi chia sẻ những hình ảnh của các em lên. Và tất cả công lao lớn nhất thì tất cả đó là được các bác giúp đỡ các em, thì hiện tại các em mới có một cái ngôi nhà khang trang như vậy để ở của bác ạ. Ngay bây giờ thì thức phim thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Vậy hai anh em thì còn phải là đi về nữa, cho nên là chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc thức phim ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em để giúp cho bạn em có một cái ngôi nhà, để giúp cho trên kênh bạn em có thêm một cái ngôi nhà mới, giúp thêm được một cái hoàn cảnh. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Đấy, cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài thôi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin phải nói là lời chào tạm biệt quý ông bà rồi cô bác. Và hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào cô bác anh chị. Nào, Hải. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Rồi. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Nào, anh em mình cùng vẫy tay chào các bác đi. Rồi.